Xin chào mọi người. Hôm nay mình lại có mặt ở cửa khẩu Tân Thanh và mình đang đi bộ vào trong cửa khẩu. Và mình sẽ đưa mọi người đi vào trong cửa khẩu khám phá xem cửa khẩu bây giờ có nhộn trước hay không mọi người nhá. Không biết là hôm nay là còn có Trung Quốc bán hàng như hồi trước kia không. Bây giờ các bạn sẽ đi theo mình nhá vào trong cửa khẩu để xem cửa khẩu đông đúc như thế nào hay là vắng. Bây giờ thì xin mời mọi người. Giờ mình sẽ đi vào đây, không biết có phải trong này không. Nếu không nhầm là trong này. Đi vào cửa khẩu vào lối nào đồng chí nhỉ? Đi vào cửa khẩu lối nào nhỉ? À đây à, cảm ơn nhá. Nay mình thấy rất là nhiều xe, xe du lịch. Kia xa xa kia là bên Trung Quốc rồi mọi người. Còn đây là chợ. Tí nữa mình sẽ đưa mọi người vào trong chợ. Hiện tại là mình đã tới cửa khẩu rồi. Hôm nay mình thấy rất nhiều người sang bên này check in nha mọi người nhé, chụp ảnh nhé. Đây, cửa khẩu Tân Thanh. Ở đây chắc là toàn khách du lịch mọi người ạ. Bên kia là Trung Quốc mọi người nhé. Đây, bên kia là Trung Quốc. Đây, mình sẽ zoom lại gần cho mọi người xem. Nhưng mà bên Trung Quốc có vẻ là vắng lắm mọi người ạ. Đây. Vâng, để cho. Không được, để cháu gửi đấy cũng được. Đây. Bên kia là Trung Quốc. Đó. Bên Trung Quốc hình như là có vẻ là vắng, ảm đạm lắm mọi người. Chỉ nhìn thấy vài người dân lác đác thôi. Đây là toàn khách du lịch. Toàn khách du lịch nhiều. Đây. Thank you.
có rất nhiều khách du lịch họ muốn đến đây để chiêm ngưỡng trải nghiệm cửa khẩu một lần. Đứng ở đây nó chụp ảnh nó không được. Ở đây sẽ không có tình trạng là hai bên là người dân uống rượu kiểu như là xuyên biên giới đó. Không có nha mọi người nhé. Đây có thì các chú công an biên phòng thì dẹp luôn. Đứng ra lui ra đây thì thấy hàng hóa đi trên kia. Bên họ là cũng đóng kín mít hết mọi người ạ. Kia. Cũng cổng sắt là đóng kín mít hết. Mình hỏi chị này. Chị này ở khách du lịch à? Dạ. Ở Hà Nam lên Lạng Sơn chơi. Lạng Sơn chơi là tiện lên đây đây phải không? Cũng là khách du lịch cả mọi người. À, rất nhiều người là chưa lên đây qua. Đây là chi cục hải quan. Thank you.
Bây giờ mình đang di chuyển ra ngoài chợ nha mọi người. Mình sẽ đưa mọi người vào trong chợ khám phá xem chợ Tân Thanh có gì không. Đây là bia Ly Quan này mọi người. Này là chắc bia này. Mình hỏi xem nhé. Cái gì đây à chị? Bia à? Ly Quan à? Đây là mũ cối tàu này. Mũ này theo đâu cũng có. À, mọi người nhá, mình tiết lộ cho mọi người là cái thuốc này rất là đặc biệt. Thuốc này ghẻ là hác Lào, hay là nói chung là bị ngoài da, rất là tốt. Em gái ơi, cái này bao nhiêu tiền đây? 20.000 ạ. Rất là rẻ nhá, ở trên mạng người ta bán 30.000. Ở đây bán trên mạng rất nhiều này mọi người, mà ở đây chỉ có 20.000. Ở đây là ký ốt bao nhiêu ấy nhỉ? Dạ, ký ốt số 1 ạ. Ký ốt số 1. Vâng, trung tâm thương mại Hồng Kông. Địa chỉ? Địa chỉ ký ốt số 1, trung tâm thương mại Hồng Kông, cửa hàng Hoa Mạnh. Số điện thoại 0396 218 188. Vâng. Quý khách trong và ngoài tỉnh muốn mua gì thì cứ theo số điện thoại mà gọi cho đây, đồ chơi cho chị này nhá. Vâng vâng, rồi rồi, ok. Đây giúp em cái. Này. Em bán thật rẻ. Cửa hàng Hoa Mạnh Tân Thanh. Đây mấy bộ anh. Không không mà cả đây mọi người xinh đẹp đấy mua hết rồi. Và cái này vào siêu thị toàn 300-400. Em chỉ chơi được cái này thôi. 300-400. Nào người đẹp ơi, chuyển đại đi. Rất là nhiều du khách mua mọi người. Đây. Cửa hàng Hoa Mạnh Tân Thanh. Cửa hàng Hoa Mạnh Tân Thanh. Hoa Mạnh đây. Ngay chợ Hồng Kông. 50-50. Ôi lên TV mà. Ừ, có gì đâu mà sợ. Ôi. Đấy, hôm nay toàn gái xinh. Toàn gái xinh, toàn người đẹp. 50k. Nhìn người này còn sợ lên TV nữa thì thua rồi. Nào người đẹp mang đây để anh kiếm tiền. Người toàn người đẹp. Nào người đẹp mang đây để anh tính tiền. Ở đây là mình có bán xỉ không? Có hết. Có hết mọi người nha. Ở đây có bán xỉ hết, mọi người muốn mua gì thì cứ theo số điện thoại ấy. Mình sẽ di chuyển sang đây mọi người. Bên này nhiều chăn này. Chăn đệm. Đồ chơi rất nhiều này mọi người. Ở đây là trung tâm chợ Hồng Kông mọi người. Đây, trung tâm chợ Hồng Kông, Tân Thanh. Đây táo đỏ Tân Cương.
Dạ. Đây là gian hàng điện tử. Rồi mình đang di chuyển lên tầng 2 mọi người. Hiện tại mình đang đứng ở cổng chợ hàng thương hiệu Quảng Châu Trung Quốc mọi người nhé. Lối vào chợ. Bây giờ mình sẽ đưa mọi người vào. Đây, đi vào đây. Đây là lối vào chợ mọi người. Rất là nhiều đồ điện tử mọi người. Gì cái gì cũng có. Ông thích uống trà. Mua đồ điện đâu không? Đem đón đồ điện mua gì không bác ơi? Nào mua về nhỉ? Mua bình chưa đâu phải. Đây rồi. Giờ mấy loại siêu tốc rồi. Mình sẽ về dưới kia mua con bó hành. Đây.
bãi đi đâu. Lấy một cái này. Đây toàn đồ mùa đông. Sau này nhiều quần áo. Tối lên TV và xem nhá. Đấy, cái này bao tiền đây? Cái này bao tiền? Cái này. Đèn. 120. Cái này này. Cái này là cái gì anh? Giang ơi, Giang. Cái to cái nhỏ. Giang ơi. Sang cho Giang xem cái chảo. Rán được quả trứng không bạn ạ? Chảo này chắc chảo quấy bột cho trẻ em à nhỉ? Dạ. Giang đang cầm cái chảo này. Cái này bằng gang nhá. Bằng gang. Chắc là bằng gang. Ôi, cái này mà mẹ chồng lại xong. Ui. Đi ra. Phả trong cái gì cả lây. Cái này được một quả trứng. Chảo này rán gì đây hả ông bác? Mấy quả trứng đấy chú ạ? Hả? Đấy mà lấy 100 còn bán 120. Mà bé là mấy quả trứng nó tốt. Đây cái này. Ui nặng lắm mọi người ạ. Quá nặng luôn. Nó tốt mà. Vâng. Cái to mà. Đúng rồi. Hôm qua thì lại không lấy được hàng. Đây người hỏi to hơn. Mua cái đèn pin này về xoay xoay sáng lắm. Xoay mặt chồng cho rõ. Đấy, chị ơi, mua đèn này không? Đây, mua đèn này về xoay mặt chồng cho rõ. Thuốc trị xoang. Những cái thuốc ngoài da của Trung Quốc này rất tốt này. Và cái này này, cái này bán trên mạng rất nhiều nhưng mà công nhận là tốt. Video mọi người cùng mình đi khám phá chợ Tân Thanh, mình xin phép được dừng ở đây nha mọi người. Xin hẹn mọi người vào video tiếp theo. Xin chào mọi người.